Thưa sư, có cách nào để mình kiểm tra được tài khoản tội hoặc phước của tâm mình không sư? Ví như nếu mình biết được mình đủ với thiếu phước gì để chứng đạo quả, hay biết tội của mình nặng đến đâu để biết làm sao mà chạy tội. Ngày hôm qua sư có đưa ra một cái ví dụ đó. Ví dụ này ở trong Tương Ưng là Đức Phật nói một người cầm cây rìu chặt củi thì vị ấy sẽ không thể nào nói được là cây rìu tôi nó sẽ mòn chừng này, nó mòn chừng này, nhưng vị ấy chắc chắn biết là cây rìu của tôi á là nó có mòn, điều đó là chắc chắn. Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta tu tập thì chúng ta không thể biết được là các cái ô nhiễm nội tâm của mình á, nó đã hao mòn chừng nào, nhưng mà chắc chắn là chúng ta biết được là các ô nhiễm của nội tâm có hao mòn. Việc tương tự đối với các cái việc công đức, làm sao mà chúng ta có được cái thần thông để biết được là phước mình làm nhiều bao nhiêu, tội mình làm nhiều bao nhiêu. Nhưng mà xin thưa, cái ác nghiệp mà chúng ta tạo nó nhiều, đa phần là chúng ta tạo thiện nghiệp rất ít mà tạo ác nghiệp rất là nhiều. Cho nên là cái chuyện mà bây giờ mình có bao nhiêu phước, còn tài khoản công đức mình có bao nhiêu, nó có quan trọng không? Hay là cái chuyện mà mình nỗ lực mình vun tạo công đức để mình giải thoát nó sẽ tốt hơn? Tại vì thưa với quý vị, ở trong kinh tạng có rất nhiều những vị tỷ kheo được sung sướng, như ngài Mahakacchayana, ngài Anuruddha, ngài Visayi Chitta, rồi như mình bây giờ có ngài Sivali đó, rất nhiều những vị đại phước, và cũng có những vị thiếu phước như đệ tử của ngài Xá Lợi Phất đó, cái vị mà không bao giờ được bữa ăn, rồi có vị thì bị bệnh què quặt, rồi bị những cái tai nạn trầm kha, có vị là bị cọp nó ăn đó, rồi bị chúng nó đánh, vân vân, rất là nhiều, rất nhiều những vị phải chịu những cái quả ác nghiệp. Thì tự chung lại, cái việc là mình có nhiều phước hay là tội nó không quan trọng bằng việc chúng ta nỗ lực thực hành. Để chi vậy? Để chúng ta có thể chấm dứt luân hồi, giải thoát giác ngộ. Điều đó là điều tốt nhất. Nó giống như xin lấy ví dụ ha, bây giờ cái nhà nó đang cháy thì cái anh ăn mày hay là cái anh nhà giàu á, nó không quan trọng bằng cái chuyện là ai đi ra khỏi cái căn nhà đang cháy, ai thoát ra khỏi nhà là hay. Chứ còn ở đó mình so là bây giờ tôi giàu hơn, anh nghèo hơn thì nó kỳ cục. Đương nhiên trong quá trình mình tu hành giải thoát giác ngộ thì vẫn ráng tu tập công đức. Nhưng cái sư muốn nói ở đây là mình không nên quá đặt nặng nó lên, đặc biệt là mình để nó, cái tầm quan trọng của nó vượt qua sự nỗ lực giải thoát giác ngộ. Còn trong đời sống hàng ngày ấy, quý vị muốn biết mình thiếu phước gì ấy, thì xin thưa kể tới bao giờ mới hết? Nếu nói về nghiệp và quả của nghiệp, kể cho tới bao giờ mới hết? Sư thì có thói quen là khi mình gặp một cái việc gì đó là mình sẽ suy coi là mình đã tạo cái nghiệp gì tương ứng hay không, hay mình có thiếu cái phước gì tương ứng hay không. Ví dụ như mình bị người khác đâm thọc thì mình sẽ xem coi mình có cái tật nói xấu người khác hay không. Rồi mình đã có tu tạo cái nghiệp á, thiện nghiệp là không đâm thọc người khác, hoặc là mình gọi là chữa lành các cái mối bất hòa hay không, có hay là không, hoặc là khi mà mình có
có tiền, ví dụ như vậy, mình có tài sản thì sư cũng suy xét à, mình có cái này là do đâu, à, có phải là do cái phước bố thí hay không, có phải là do cái phước tu tập hay không, à, có phải là mình nương nhờ phước của các bậc hiền nhân hay không đó. Rồi mình lại suy xét là mình có giữ giới hay là không, vân vân. Có rất là nhiều những khía cạnh nhân quả mà bây giờ quý vị nói một cách chung chung như vậy, nói chừng nào mới hết. Sư hứa luôn, nếu mà ngồi đây mà nói là sư nói tới ngày mai không hết chuyện. Cái đó nó lãng phí thời gian. Trong khi đó quý vị muốn biết thì làm ơn làm phước học giáo lý giùm sư là một. Cái thứ hai là ráng nỗ lực tu hành để giải thoát. Như ngài Angulimala, cái nghiệp của ngài như thế, nếu ngài không chứng thánh là ngài đi địa ngục. Thành ra đó à, mình nỗ lực tu hành nó tốt hơn. Còn nếu tò mò đi học giáo lý ha. À, và xin mời đại đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, ở trong câu hỏi này á thì có một cái điểm rất là quan trọng mà có nghĩa là riêng viên đề đại đức Hạnh Tuệ giải thích á, thì sư hoàn toàn đồng ý quan điểm, có nghĩa là đức Hạnh Tuệ trả lời theo cái phương diện mà theo cái... nghĩa là trả lời theo cái phương diện, nếu quý vị bỏ bỏ cái từ này giúp sư nha, bỏ từ này giúp sư đó. Tại vì á, Đức Hạnh Tuệ cố gắng giải thích cho quý vị hiểu về cái mình hiểu về cái gọi là cái mà quý vị đòi kiểm tra đó, kiểm tra tài khoản tạo và phước đó, như vậy đó. Nhưng mà có điều quý vị đặt câu hỏi á, thì có một cái từ nó chưa chuẩn lắm. Nhưng ở đây thì sư không phải chỉnh sửa hay là bắt lỗi quý vị gì, nhưng mà chỉ là muốn quý vị tốt hơn thôi. Tại vì có thể là quý vị hiểu đúng giáo pháp, nhưng mà quý vị đôi khi bị mình đánh đánh máy hay không đánh, hay không, đôi khi nó gọi là đôi khi đánh sai, hay là thêm một cái từ bất từ, đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai cũng có thể là quý vị đang hiểu sai một cái vấn đề. Ở trong câu hỏi này có một cái từ này, nó nếu mình lỡ hiểu sai rất nguy hiểm nha. Là gì? Ở đây quý vị nói là dạ thưa sư, có cách nào để mình kiểm tra tài khoản tội và phước của tâm mình không sư, của tâm mình, đúng không? Thì cái vấn đề của tâm này, thưa quý vị, cái vận hành của nghiệp á, nói về nghiệp á, nghiệp thì nói chung tức là nói về nhân và quả, đúng không? Thì quý vị biết á, trong Milinda Vấn Đạo á, cái câu hỏi này trong nhiều bài giảng trước sư đã nói rất là nhiều. Có nghĩa là đại loại như là ngài ông vua á, Milinda ông mới hỏi ngài Nagasena là cái nghiệp ở đâu, và cái phước ở cái thiện ở đâu, cái ác ở đâu đó, tương tự như vậy đó, hiểu không? Thì chung quy á, là ngài Nagasena ngài trả lời á, là không thể nói là cái nghiệp ở ở đâu hay là cái tâm ở đâu, hiểu không? Ở tâm tâm ở bất kỳ chỗ nào hết trơn á, nó hiện hữu ở đâu hết trơn á, và cũng không thể nói là cái việc mà thiện ác này nè, nó cụ thể là nó cái dòng chảy của luân hồi á, nó cụ thể nằm ở đâu, hiểu không? Mà là nó được vận hành bởi khi mà đủ điều kiện, khi mà có được đủ những cái điều kiện mà chúng ta gọi đó là nhân duyên. Chúng ta gọi là đủ nhân duyên đó. Thì khi mà đủ nhân duyên đó, thì nó mới tạo thành cái nhân. Khi mà đủ nhân duyên, đủ cái nhân duyên thì nó mới tạo thành cái quả. Đó. Đó là cái điểm chính mà quý vị cần phải hiểu rõ nha, cho nên đừng có nói là cho nên có một cái điểm này quan trọng nhất nè. Thứ nhất, đừng bao giờ nói là cái tâm mình nó ở hiện hữu ở một chỗ nào cụ thể. Đừng bao giờ nói là cái nghiệp nó nằm ở chỗ nào cụ thể. À, cái nghiệp ở đây là sư nói là cái nhân, cái quả đó, không, là nó ở một chỗ nào cụ thể đó. Nếu mà nói như vậy, vậy thì mình sẽ rơi vào tà kiến, thưa vị. Tại vì nó là khi mà nói một cái gì đó hiện hữu đó, là nó thường, không, nghĩa là nó hiện hữu chỗ nào, nơi nào đó, cụ thể chỗ nào, thì đó là một cái nó thuộc về thường kiến, nó rơi vào tà kiến, nên mình phải lưu ý cái điểm này, không. Mà các pháp á là gì? Do duyên sanh, không, do đủ duyên thì nó sanh lên, và đủ duyên thì nó diệt đi, nó tương tự như vậy. Còn về cái điểm chính á, để Đức Hạnh Tuệ nói thì sư rất là đầy đủ rồi, sư chỉ thêm một cái điểm này thôi. Và như vậy, nếu quý vị muốn hiểu rõ là cái dòng chảy luân hồi, nghe là quý vị muốn hiểu rõ được cái dòng chảy luân hồi của mình, nó ghê rợn cỡ nào, nó kinh khủng cỡ nào,
nó vượt xa cái suy nghĩ của mình nó như thế nào, vượt xa suy nghĩ phàm phu mình thế nào, mà giống như Đức Hạnh Tại nói là không thể nào mà kể được là mình đã làm bao nhiêu cái nhân, đúng không, mình làm bao nhiêu cái nhân thiện, bao nhiêu cái nhân ác, và mình tạo được những cái nhân đó, nó phát sanh bao nhiêu cái quả thiện, bao nhiêu cái quả ác, và cái kiếp này á mình sẽ lãnh bao nhiêu cái nhân, ô xin lỗi, là bao nhiêu cái quả thiện, bao nhiêu ác. Không thể nào, thưa vị, không thể nào kiểm tra được. Bởi vì sao? Bởi vì á là rõ ràng á, trong tương ưng vô thủy, có nghĩa là trong tương ưng vô thủy, quý vị đọc trong tạng kinh, trong tương ưng đó, thì vị đọc giùm sư cái phần mà tương ưng vô thủy á, thì Đức Phật nói rồi, cái điểm khởi đầu á của cái vòng luân hồi nó không có, thưa vị, không có điểm khởi đầu đó. Nó ví như là gì? Nó ví như là Đức Phật nói là cái nước mắt của mình khóc á, mắt mình khóc người thân mình á, nước mắt mắt gì khóc, gì tiễn biệt, khóc vì người thân ra đi, vân vân, khóc gì cả mọi thứ, mà nước mắt nó nếu mà khóc á, khóc tới nỗi mà nó nhiều như là tương tự như bốn cái, giống như là nước ở trên tàu quả địa cầu này, thì nó vẫn chưa là thấm thía gì, nó chưa là cái gì so với cái dòng chảy luân hồi, thưa quý vị đó. Cho nên á là để gọi là mình nói là kiểm tra tài khoản ở đây đã gọi tài khoản phước tội á, mà sư sư nhắc lại lần nữa nha, mình đừng có dùng cái từ tội phước này, mà mình nên dùng loại là bao nhiêu cái thiện nghiệp, bao nhiêu cái nhân thiện mình làm, bao nhiêu cái nhân bất thiện mình làm, bao nhiêu cái quả thiện mình được hưởng, bao nhiêu cái quả bất thiện mình phải chịu đựng, thì đó không thể biết được. Nhưng mà có một điều này có thể biết được. Cái điều gì? Nhưng mà cái điều này biết được là chỉ có Phật toàn giác biết thôi, thưa vị, chỉ Phật toàn giác biết thôi. Là cái điều gì? Là Phật toàn giác ngài có thể biết được là cái gì, biết được là người đó là có bổn túc đầy đủ toàn bộ ba la mật chưa, bao nhiêu một phần giác có thể biết được là người đó là có thể làm hoàn thiện được bao nhiêu ba la mật bậc hạ và bao nhiêu la mật bậc trung, à thấy không, và bản thân ngài làm được bao nhiêu ba la mật, và Phật toàn giác ngài cũng biết được một điều gì nữa, đó là người đó là người khổ hay là người lạc quân nhân hay là người nhân nhân, người tâm nhân đó. Cái đó là những cái điều mà sư vừa nói, nó cũng tượng trưng cho cái phần nào gọi là phước, có nghĩa là phước thiện của mình hay là những cái điều bất thiện mà mình làm, mà chỉ có Phật toàn giác biết thôi. Như vậy giống như là sư nói để cho quý vị hiểu được kiến thức, an ủi thôi. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.